họ đã đưa ra cho quý vị đó. Thì đấy là những cái thông tin mà hôm nay họ tóm tắt lại của cái vấn đề liên quan tới Fed và ảnh hưởng của thị trường chung. Còn một cái điều nữa mà ảnh hưởng tới thị trường của tiền điện tử cũng như là thị trường của cổ phiếu, đó là chắc là không ai trong nước Mỹ là không biết cả. Hoặc là quý vị không quan tâm đến chính trị thì quý vị không để ý, còn nếu như ai mà quan tâm chính trị chắc ai cũng biết. Đó chính là cái vấn đề giữa Nga và Ukraine. Thì quý vị thừa biết rồi, bây giờ có rất nhiều những cái báo động cảnh báo. Giữa một cái thời bình như vậy nhưng mà vẫn có những cái nước họ xảy ra những cái chiến tranh mâu thuẫn từ rất nhiều những cái bắt nguồn. Và bây giờ thì Mỹ, chính ông Joe Biden cũng là cái người mà đi ra cũng tuyên bố là sẽ để một cái gọi là để đọc nha cho quý vị nha, chứ mình nói này cái đoạn này nó liên quan chính trị, mình sợ mình nói sai. Vì là cái tin này thì rầm rộ khủng khiếp quá rồi. Thì đây là cái thông tin mà nó cũng ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường trên toàn thế giới quý vị nha. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Mỹ đã cân nhắc đưa quân đến trước thềm của nước Nga để làm gì? Tổng thống Joe Biden đã cân nhắc triển khai binh sĩ cũng như là tàu chiến và máy bay đến các quốc gia đồng minh NATO ở vùng Baltic của Đông Âu nhằm mở rộng sự can thiệp của quân đội Mỹ trong bối cảnh lo ngại về cuộc tấn công Nga nhằm vào Ukraine. Động thái này báo hiệu một bước ngoặt lớn của chính quyền ông Joe Biden. Từ lâu ông vẫn giữ lập trường kiềm chế đối với những vấn đề liên quan tới Ukraine vì lo ngại sẽ có kích động Nga tấn công. Ngược lại đó quý vị, tại vì Nga từ trước giờ đã có hàm hè với bên Mỹ cũng rất là nhiều lần rồi. Nhưng khi Tổng thống Nga Putin đã đang tăng cường các hành động đe dọa đối với Ukraine thì các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga không đạt được một cái bước đột phá nào nữa. Chính quyền của ông Joe Biden đã dần từ bỏ chiến lược nhượng bộ. Trong cuộc họp ngày 22 tháng 1 hôm trước, ông cũng đã, các cơ quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cũng đã đề xuất cho ông Joe Biden một cái sự lựa chọn chuyển tài sản quân sự Mỹ đến gần ngưỡng cửa của nước Nga. Các cái đề xuất bao gồm điều động 1.000 cho đến 5.000 quân từ các cái nước Đông Âu đến các cái nước Đông Âu để mà kết hợp khả năng tăng gấp 10 lần con số, nếu như tình hình xấu đi sẽ tăng tiếp 10 lần con số 5.000 quân nha quý vị nha. Là có nghĩa là phải dự tính sẽ tăng lên tới 50.000 quân sẽ di chuyển về đến các nước Đông Âu gần Nga để mà hỗ trợ đó. Ông Biden dự kiến sẽ đưa ra quyết định sớm nhất trong tuần này. Bài phát biểu ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã nhấn mạnh Nga phải lựa chọn con đường ngoại giao và đối thoại hoặc đối mặt với hậu quả nếu gây hấn cho nước Ukraine quý vị nha. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đã bác khả năng trừng phạt kinh tế Nga, cho rằng điều này có thể làm giảm khả năng của phương Tây trong việc ngăn Nga tấn công Ukraine. Ông Blinken cũng đã cho biết trong phỏng vấn với đài CNN, mục tiêu của các lệnh trừng phạt để ngăn Nga gây hấn, nếu sử dụng bây giờ thì chúng ta sẽ mất khả năng để răn đe. Trong một cuộc phỏng vấn khác với vừa mới phát sóng trên kênh CBS thì ông Blinken cũng đã nhấn mạnh rằng ngay cả khi chúng tôi có các hoạt động ngoại giao, chúng tôi cũng rất tập trung vào các việc xây dựng phòng thủ. Khả năng răn đe NATO sẽ tiếp tục củng cố để đáng kể để Nga thực hiện các hành động tấn công mới. Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở bên biên giới Ukraine-Nga, phương Tây và cho rằng Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine. Một cái cáo buộc của Moscow đã nhiều lần đưa ra và mặc dù là họ vẫn gạt bỏ là chưa có chính thức đó, nhưng mà chưa biết được. Và hôm nay thì những nước khác họ cũng đang đe dọa những người đi du lịch đó. Họ cũng bảo là có những cái sự chuẩn bị khi mà ai mà du lịch tới Nga đó quý vị nha. Đó, bây giờ ôi trời ơi, lại có một cái vụ gì nữa đây. Mỹ liên tiếp chuyển vũ khí đến Ukraine để hỗ trợ quý vị nha. Đó. Trong khi đó thì bên Trung Quốc cũng là tận dụng khi mà Nga đang có những cái âm mưu để mà đánh Ukraine thì Mỹ cũng đưa quân sự vào Đài Loan. Đó, đây là hai cái vấn đề mà Trung Quốc chứ lại bảo Mỹ. Trung Quốc đưa quân sự máy bay ADIZ vào Đài Loan đó quý vị. Trước cái tình trạng này thì không biết ông Biden sẽ tính sao đây. Giúp Ukraine hay là giúp Đài Loan? Đài Loan thì đợt trước từ thời của cựu tổng thống Donald Trump đã có một cái ký hiệp ước quân đội sẽ sang tiếp viện cho Đài Loan đó nếu như mà Trung Quốc chiếm đánh đó. Đó thì bây giờ có mấy bài báo này cũng vừa mới ra xong rồi, nhưng mà thôi chắc em không đọc nữa, đọc tiêu đề cho quý vị thôi. Mỹ liên tiếp chuyển vũ khí đến Ukraine trong ngày hôm nay, tin mới này. Biên giới Ukraine Nga đang ngày càng nóng lên này, đang giống như kiểu là một cái sức rất là
rất là nguy hiểm đối với Ukraine đó quý vị. Giữa lúc Nga đang đưa quân ồ ạt đến biên giới Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu thì tích cực ủng hộ quốc gia này để củng cố năng lực phòng thủ. Các cố vấn chính trị của Nga, Ukraine, Pháp và Đức sẽ đàm phán bốn bên về tình hình ở miền đông của Ukraine, ở thủ đô Paris vào ngày 25 nha quý vị nha. Có nghĩa là ngày mai đó họ sẽ có cái cuộc họp bàn luận này. Giữa lúc căng thẳng Nga phương Tây về Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, 6 tàu đổ bộ của Nga có khả năng sẽ chở binh sĩ này, xe tăng chiến đấu chủ lực này và phương tiện quân sự khác đã di chuyển đến địa Trung Hải giữa hồi giữa tháng này, và bên giới quan sát tiết lộ rằng đồng thời có thể là họ sẽ đổ bộ thêm vào bờ biển phía nam của Ukraine nếu như Tổng thống Nga ông Putin ông ra lệnh phát là họ sẽ làm luôn quý vị nha. Đây là cái kế hoạch mới của họ đó. Theo như các nhà phân tích thì lực lượng hùng hậu của bên phương Tây bao gồm đạn đạo tầm ngắn của Iskander và các hệ thống phòng không cũng đã được điều động tới Belarus từ quân khu phía đông của Nga trong một động thái bất thường, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Hiện chưa rõ Moscow có tấn công Ukraine hay không, và nếu có thì quy mô những cái mục tiêu cuối cùng là gì. Tuy nhiên không ít các nhà phân tích cho rằng mục tiêu lớn nhất của Điện Kremlin là buộc chính phủ Ukraine tuân theo các cái điều khoản của họ nhằm tái thiết lập phạm vi ảnh hưởng của Moscow trên khắp Đông Âu. Nga dường như đang hoàn tất cái giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Ôi, nghiêm trọng quá. Vậy thì cổ phiếu với cả kinh tế nó bị ảnh hưởng nữa là đúng đó quý vị ơi. Bất kể một đất nước nào có những cái chiến tranh, mà đặc biệt là Nga là một cái đất nước khủng khiếp luôn. Nga đang chiến tranh như vậy, tiền điện tử nó cấm là đúng thôi, không thì chết dở. Tiền đâu ra mà phục vụ cho chiến tranh. Tuy nhiên nhưng mà mặc dù vậy thì Nga nó vẫn chưa có đưa ra cái đạo luật chính thức đâu quý vị nha, mới chỉ là dự luật thôi để mà ban trên toàn bộ tiền điện tử đó. Tuy nhiên ngay cả khi cuộc tấn công này không bao giờ diễn ra đi chăng nữa thì cái trường đại học của Georgetown Mỹ đó, họ nhận định tình hình có thể sẽ không bao giờ trở lại được cái thời điểm như hồi tháng 4 năm 2021. Nga sẽ bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới Ukraine. Giữa lúc Nga đổ quân ồ ạt đến Ukraine thì Mỹ và các nước châu Âu tích cực hỗ trợ quốc gia này, ủng hộ về cả lực lượng quốc phòng. Và ở bên London thì tuần trước đã chuyển cho Kiev hơn 2.000 bộ phóng tên lửa chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới. Estonia tuyên bố sẽ cung cấp tên lửa chống tăng Dvalanche cho Ukraine. Còn Lithuania và Latvia, trời ơi, toàn những cái tên khó đọc vậy, thông báo sẽ viện trợ tên lửa phòng không cho Stinger cho cái quốc gia này luôn. Và tuyên bố tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine thì Mỹ khẳng định sẽ triển khai lượng trực thăng vận tải Mi-17 vốn được lên kế hoạch sử dụng ở Afghanistan đến quốc gia này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng ở Đức, ông Tristan Lambrecht đưa cho cái thông báo là họ sẽ không viện trợ vũ khí. bên Đức họ không viện trợ quý vị nha, lập luận rằng không hữu ích ở thời điểm hiện tại cho họ, cho nên họ sẽ không viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kulaba cùng ngày thể hiện sự thất vọng với cái lời tuyên bố của bên Đức đó. Đấy, còn lại là hầu hết các nước đều có những cái viện trợ quý vị nha. Ở bên Đức thì họ khẳng định thêm một lần nữa là cái tình hình thủ đô Berlin đang ở trong cái tình trạng rất là khó khăn và không phù hợp cho cái tình hình an ninh hiện tại, cho nên họ không thể nào là rút những cái vũ khí của họ để đi ủng hộ được, họ còn bảo vệ an ninh cho thủ đô của họ. Đó là cái lý do tại sao Đức không ủng hộ cho Ukraine. Cũng trong ngày 22 tháng 1 thì Bộ Ngoại giao của Anh cũng tuyên bố thông tin tình báo về việc Điện Kremlin muốn cài lãnh đạo thân Nga ở Ukraine với điều ứng viên tiềm năng bao gồm cựu nghị sĩ Ukraine này, rồi cựu thủ tướng này, bộ trưởng ngoại giao này. Đó, cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng quốc gia này, họ sẽ không từ bỏ ý định. Đó, căng thẳng ghê, trời ơi. Ngày 23 thì phản ứng của họ đã quá mạnh mẽ, và cho đến ngày 24 thì Nga đã tuyên bố những cái cụ thể và sẽ đưa ra cái tổ chức rõ ràng very soon, có thể là sau ngày 25 họp xong nó sẽ biết chính xác là họ chính thức Moscow có tấn công hay không. Chính thức thì thủ đô vẫn chưa tấn công quý vị nha, mới chỉ những cái vùng khác tấn công thôi. Thủ đô nó mạnh lắm, nó tấn công thì chắc là cả nước tan tành luôn. Nhưng mà em thấy nhiều đất nước bảo vệ như vậy thì có khả năng Nga nó cũng phải suy nghĩ lại để xem ngày mai nó họp như thế nào.
tin chính trị ghê quá, đọc mà cũng thấy rùng mình. Cả nhà ai giữa cái thời bình này sao tự dưng lại có cả chiến tranh, trời ơi. Chị Béo Là yêu dấu, cảm ơn chị yêu. Chị Loan Dương nè, hello Minh Ngọc yêu. À đấy, nhìn thấy Minh Ngọc, nhìn thấy Minh Ngọc nên là phải chia sẻ cái đoạn này cho cả nhà mình, tại vì bên nhà mình toàn là người Mỹ thì mọi người quan tâm cái tiền 10.000 đó. Thì hôm trước em cũng chia sẻ qua rồi, nhưng mà còn một số những chi tiết nữa thì Vanessa sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về cái vấn đề 10.000. Quý vị gửi một lần hay là gửi rích rắc trong một năm thì quý vị sẽ phải khai báo. Bản thân Vanessa em gửi tỷ lần luôn ở trong một năm luôn, em bỏ cái khét vào trong tài khoản đó. Ví dụ như ông xã đưa tiền mặt cho mình cũng bỏ vào. Rồi mình có những cái giao dịch trước kia thì mình gửi cho người ta vay bằng cái tài khoản nọ kia, rồi đến lúc tự dưng người ta gặp mình, người ta đưa tiền mặt cho mình chẳng hạn. Mà Vanessa gửi, mà Vanessa cho vào nhà băng mà em không có lo lắng gì cả. Đây bây giờ đánh sang cái tiền 10.000 một chút cho quý vị nha. Xong rồi kết thúc cái like lại quay về tiền điện tử. Thì 10.000 đó quý vị dùng ở cái mục đích là mình nhận được trả nợ này, hay là mình được cho, rồi tiền của mình được kiếm được, có những cái form sau này mình đóng thuế nhưng mà mình lại nhận bằng tiền mặt đó, có nghĩa là những đồng tiền trong sạch, không có sợ làm sao hết, thì mình cứ thế mình bỏ vào mà mình không có lo nha. Cho dù sau này nếu như họ nghi ngờ đi chăng nữa, mà họ tổng cộng một năm trong vòng 12 tháng cái chu kỳ đó, là họ sẽ cộng vào, là họ thấy cái tổng cộng nó over một ngày 10.000, thì bên nhà băng họ sẽ report cho IRS để họ có thể có những cái review, có những cái audit để xem cái nguồn tiền này nó có trong sạch hay không. Thì mình là tiền trong sạch cho nên mình không có lo. Và rất nhiều quý vị hỏi là vậy thì tôi chơi casino tôi thắng bài. Rất nhiều anh chị em, tại vì Vanessa có làm những cái video về casino cho nên là anh chị cũng hỏi. Thì các anh chị cứ yên tâm đi, casino mà các anh chị phải trừ cả những cái tiền thua lỗ của anh chị đi. Còn nếu như nó có cái form của casino riêng, khi mà anh chị thắng nhiều quá thì anh chị mới phải tải cái form đấy về để xem là mình thắng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như ở California thì ví dụ như là bỏ ra 2.000 mà thắng được 2.000 thì là không phải đóng, nhưng mà vượt qua cái mức đó thì mới phải đóng, ví dụ như vậy. Thì quý vị sẽ xem cái form đó để quý vị khai thuế ở cái form riêng, thì không có lo. Cuối năm mình khai thuế mà, thì mình tiền mặt mình cứ ùn mình bỏ vào đấy cũng chả sao, kể cả cái vị bỏ vào cả tỷ, cả trăm triệu ngàn đô cũng không sao cả, tại vì cuối năm quý vị có form để quý vị khai thuế, cho nên quý vị không phải cần feel về cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề mua xe, bán xe cũ mà được tiền, đó là hôm đấy nhà em cũng đi bán xe cũ và được trả 20.000 két luôn. Tiền mặt là gì? Tiền mặt là kể cả check order này, rồi cashier check này, rồi bằng cái hình thức là cái personal check, cái những cái không phải là tiền bằng cái đồng tiền két quý vị đếm mà bằng những cái check như vậy đó, nó cũng được tính, cũng được gọi là két áp đó. Thì những cái tiền mặt đấy quý vị nhận khi mà quý vị bán xe với tính chất là không buôn bán, là cá nhân gia đình mình bán xe cũ để mình mua xe mới, thì chả có sao hết quý vị. Tè tèn tèn đi, nhà em hôm trước mua về cũng chả có khai báo gì hết, tại vì hôm trước em đã chia sẻ cho quý vị cái video rồi, là có một cái video trên IS họ lấy ra ví dụ trực tiếp cho quý vị đấy. Anh đây đó, anh ấy cũng đi bán cái xe cũ như vậy và anh ấy chả phải khai báo gì hết nha quý vị nha. Những người bán xe cũ được nhận cái tiền mặt như vậy, hoặc là những cái personal check, hoặc là những cái cashier check như vậy, là cũng không có phải khai báo gì hết. Còn lại những người mà buôn bán kinh doanh mà đi trao đổi với nhau mà trả thẳng bằng tiền mặt đó, ví dụ như đi mua xe mà dealer nhận 10.000 của quý vị bằng tiền mặt, thì dealer họ sẽ phải có trách nhiệm báo cáo bằng cái form của họ, chứ quý vị cũng không cần phải có trách nhiệm. Bên xe họ sẽ có trách nhiệm làm cái form đó. Đó. Thế còn lại nếu như mà quý vị mà gửi trong vòng 24 giờ thì quý vị mới phải báo cáo. Nếu như trong vòng 24 giờ mà gửi tổng số tiền lên 10.000 đó, là bên IAS họ sẽ, bên nhà băng họ sẽ báo cáo với IAS ngay nha quý vị nha. Chờ cả nhà chờ em tí, tự dưng nó làm sao mà nó đổ lên cái ụt phát. Ôi thôi chết rồi, mình động vào cái gì rồi. Sorry cả nhà nhé, em bị chui xuống hố. Trời, bây giờ nó thành hai người rồi. Chắc cả nhà vẫn nhìn thấy em đúng không?
nó bị rớt, bị chui xuống dưới hố, không biết mọi người còn nghe thấy bà xã nói không. Cả nhà còn nghe thấy bà xã nói cho em số 1 cái để em nói tiếp ấy, tại vì em động vào cái nút tắt cái app đi, thành ra bây giờ cái app nó đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Mọi người còn nghe thấy em nói không, cho em số 1 với để em nói tiếp. Chưa chưa lấy được cái phông xanh, thành ra cái hình người nó cứ bập bùng bập bùng. Ôi vẫn còn nghe thấy ạ. À? Cảm ơn Hằng ăn chơi với anh trai Lê Hùng nha. Đó. Thì những cái khoản tiền mà quý vị trong vòng 24 giờ mà quý vị bỏ vào nhà băng, cái tiền mặt đấy mà nó trong vòng 24 giờ là họ sẽ thống kê là coi như là một lần chơi, một lần giao dịch đó, là họ sẽ có cái report cho IRS là cái điều chắc chắn nha. Ví dụ như trong vòng 24 giờ này, sáng em đi ra nhà băng Bank of America em bỏ 5.000 này, chiều đi ra Wells Fargo bỏ 2.000 này, xong rồi tối lại đi ra Chase Bank bỏ 2.000 nữa này, xong rồi đến khoảng gần nửa đêm gà gáy vẫn trong vòng 24 giờ nha, chưa vượt qua sáng ngày bên kia lại bỏ thêm 2.000 nữa vào nhà banh khác nữa này, thì tổng cộng là nó lên đến 11.000 chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì nó vượt quá 10.000 rồi đó quý vị, là quý vị cái giao dịch đấy của quý vị lập tức sẽ bị audit luôn, sẽ bị hỏi report luôn đó. Thế còn lại là quý vị trong một năm, quý vị ví dụ như là đi đóng tiền học này, hay là đi mua đồ nhưng mà trả góp này, nhưng mà toàn trả bằng tiền mặt đó, thì cứ mỗi một cái loại tiền, mỗi một cái chu kỳ của một cái loại hình thì họ sẽ cho là nó về một mối. Ví dụ như là quý vị vay để mà trả cái tiền trả bằng tiền mặt, để mà mình trả một cái món hàng nào đó nha, ví dụ như là 15.000 mà mình trả trong vòng một năm mà lần nào cũng toàn là tiền mặt, thì cái 15.000 tiền mặt đấy họ sẽ gom lại và họ sẽ cho rằng nó là từ một cái mối, có nghĩa là từ một cái nguồn, từ một cái lý do, cho nên là họ sẽ audit đó. Thế nhưng mà sau đấy thì họ thấy là 15.000 này là hoàn toàn tiền của mình, tiền lương của mình, trong sạch, có đóng thuế, có nguồn gốc, không phải tiền ăn trộm ăn cắp, không phải tiền lậu tiền gian, thì quý vị sẽ không có sao hết, quý vị sẽ ok, cho dù là bị người ta ngân hàng người ta report lên trên IS đó. Thì đấy là những cái trường hợp mà tất cả ai mà đi bỏ tiền cash vào trong tài khoản ngân hàng còn đang lo sợ và confused. Như em bỏ té le luôn á, tại vì ngày trước là cũng có một số cho một số những người cũng gọi là vay rồi cũng lấy tội lằng nhằng lắm, rồi vừa rồi cũng cho vay ở mãi Việt Nam rồi gửi từ mình phải gửi ở bên Mỹ, nhưng mà cái người mà mượn mình thì ở Việt Nam, có nghĩa là cái người mà mượn mình tiền đó thì là cái người mà đang sinh sống ở Việt Nam nhưng mà lại mượn cái tiền của mình để gửi cho cái người ở bên Mỹ đó, thì là nó rất là lằng nhằng, cho nên là cái lúc mà muốn gửi cho mình ở bên này lại á, thì mất phí nhiều thì họ không có muốn gửi, thì em bảo thế mua luôn cái tiền, mua luôn đầu tư luôn cổ phiếu ở Việt Nam cho em, thích mua cái gì thì mua. Nó đi xuống đất thì em ăn cám, nó đi lên thì có lời thì có tiền, tại vì là họ bảo là họ không có muốn gửi trả em, rất là cù nhầy quý vị nha, mà khi nào về Việt Nam thì trả, thì em bảo là trời ơi, tiền của em bây giờ tự dưng tiền suốt ngày để đầu tư mà bây giờ mình đã gửi cho cái người bên Mỹ này xong rồi mà lại không trả cho mình, thế thì chơi cái quả này không được, không ổn. Thế là những cái giao dịch mà như vậy đó, thì sau này chẳng hạn như là mình ở bên này mình cho người ta vay, sau đấy người ta trả mình đó, thì cái tiền đấy rõ ràng là tiền từ ngân hàng của mình gửi cho người ta đúng không, thì bây giờ mà người ta trả mình tiền mặt, người ta không trả mình bằng kép, mà cái khoản tiền nó lên tới trên 10.000 đó quý vị, thì chắc chắn là bên IS họ sẽ audit. À, bên nhà băng họ sẽ gửi cho report lên IS để họ audit, thì họ mới biết được là cái nguồn gốc tiền của mình, họ sẽ có những cái review về những cái nguồn gốc tiền của mình, thì nó là toàn là tiền từ cái việc mình đã làm đi kiếm tiền từ những cái đồng tiền trong sạch và có đóng thuế rõ ràng, nói chung là không phải tiền gian lận, không phải tiền bẩn, không phải tiền lậu, cho nên là không có lo đó, trừ khi mà quý vị đi ăn trộm ăn cắp tiền không có nguồn gốc đó, thì sau này họ audit thì quý vị mới sợ thôi, chứ còn đầy người người ta cũng chả sợ, kể cả ông audit tôi chăng nữa tôi cũng chả lo, tại vì tiền của tôi toàn là tiền trong sạch thôi à. Thành ra là mặc dù như vậy thì mọi người cứ yên tâm là cho dù trong một năm mình gửi quá 10.000 đi chăng nữa, nhiều lần cộng vào đó, thế còn trong 24 giờ mà quý vị một lần mà gửi trên 10.000 là chắc chắn quý vị sẽ bị người ta gửi thư để người ta review ngay nha, để audit cái số tiền đó luôn đó.
Thì vì sao mà nhiều người họ cứ bớt xuống để cho nó không thành 10 ngàn là vì vậy đó quý vị. Đó là vì họ không có muốn, mặc dù tiền họ cũng tiền trong sạch, nhưng mà họ không có muốn là IS nó làm review tiền của mình luôn. Thì họ chờ để sang cái năm khác đi, rồi họ lại tiếp tục gửi những cái khoản tiền đó. Ví dụ vậy, khi mà họ có những cái sự trả nợ các thứ, mặc dù họ biết là cái tiền này nó không phải là tiền 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 trộm cắp, tiền bẩn, tiền lậu, là tiền trong sạch của mình, nhưng họ vẫn muốn tránh cái tình trạng là phải dính vào audit để mà phải làm việc với bên IS đó quý vị. Đó thì nhiều người như vậy lắm, nên là mọi người nếu mà bắt buộc quý vị vẫn phải gửi những cái khoản tiền trên như vậy thì quý vị cũng cứ gửi đi, nó audit xong thì tiền của mình trong sạch thì mình đâu có lo, thì kệ nó thôi, kệ cho mất công một tí thôi, nhận form nhận chiếc một chút như vậy thôi. Đó thì đấy là những cái thông tin về cái 10.000 tiền cash mà mọi người vẫn còn confuse là vậy thì một lần tôi mới bị review hay là cả một năm. Kể cả là một năm, nhưng mà thường thì một năm mà quý vị có nhiều những cái khoản gửi lẻ tẻ mà nó khác nhau, nó không có giống nhau. Ví dụ như cash thì tùy, có thể là cái người này trả nợ cho mình, xong rồi tùy lại có cái đợt ví dụ như là mình bỏ vào vì một cái lý do mà mình đi mua nhà chẳng hạn, mình được mượn là third party chẳng hạn, thì họ đưa một cái khoản tiền cho mình họ không có wire cho mình mà họ lại đưa tiền mặt chẳng hạn, thì sau này họ nếu họ audit ra thì mình cũng chả lo, nó cũng chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà thường những cái vụ như vậy thì họ không có audit đâu, tại vì những cái vụ như vậy nó không nằm ở trong một mối, nó lẻ tẻ, nó sau khi cộng dồn vào thì nó lại thành là trên 10.000. Ví dụ như là nó không phải của một cái vấn đề mà nó của rất nhiều các cái vấn đề thì lại không có sao. Đó thì đấy là cái tình trạng mà nhiều người đang lo sợ là gửi tiền vào trong tài khoản cash trên 10.000 tổng tổng của cả năm nha. Mọi người cứ lo sợ là tổng của cả năm mà mọi người bị như vậy thì mọi người sợ. Thì quý vị yên tâm nha, không có vấn đề gì phải sợ cái chuyện đó đâu. Yên tâm đi, cái chuyện đấy mọi người cứ tá lả tình đời đi, không có sợ gì hết. Chỉ có điều là tiền ăn cắp ăn trộm những cái bọn nó như vậy nó mới sợ thôi, tiền gọi là không có nguồn gốc thôi. Chứ tiền mình đi làm này, mình nhận của người ta bằng két các thứ đó, rồi mình bỏ vào trong nhà băng như vậy, rồi sau này mình cũng phải đi khai hết thôi, mình nhận bằng bằng cái gì, bằng cái gì, bằng cái gì, người này đi làm cái gì, nhưng mà họ trả bằng tiền mặt chẳng hạn. Thành ra nhiều khi mọi người cứ nói là thôi bây giờ cứ lấy tiền mặt cho nó dễ để đỡ phải khai cái form 199K bằng qua Cash App, Venmo, PayPal các kiểu. Thế nhưng mà đấy, nếu mà nhận tiền mặt nhiều quá rồi đến lúc cho vào trong nhà băng thì mặc dù biết là tiền đấy là tiền của mình, sau này mình cũng khai thuế các thứ nên không có phạm chiếc gì hết. Thế nhưng mà khi mình cho vào nhà băng thì họ sẽ audit thôi, nên là không có lách được. Ví dụ như ngày trước thì nghĩ là ồ tôi đang làm ăn gọi là làm ăn xã hội đen hay là làm ăn lách luật đi, mà tôi kiếm được cái khoản tiền 20 ngàn như vậy mà người ta đưa cho tôi bằng tiền mặt thì bố ông cũng không biết được tôi, kiểu dạng như là thách đố người ta đó quý vị. Đấy, thế nhưng mà bây giờ thì quý vị cho 20 ngàn đấy vào nhà băng cái xem đi là họ có thách đố họ không, là họ sẽ xử lý audit quý vị ngay. Thành ra là quan trọng là cái nguồn gốc của cái đồng tiền đó, cho nên là mình cứ đừng có lo quý vị nha, nguồn gốc của nó thôi. Mà em nghĩ chắc ở bên này á, bọn ăn trộm ăn cắp thì không bao giờ nó bỏ tiền ra để nó gửi vào nhà băng hàng chục ngàn như vậy để nó lậy ông tôi ở bụi này đâu. Cho nên là những người mà gửi vào như vậy thì thường cũng toàn là tiền họ rõ ràng thì họ mới dám gửi vào đó. Và bây giờ em sẽ cho cái tiền điện tử lên cho mọi người xem cái tin vui của C3 nha, cho lên màn hình cho mọi người nhìn tí.